Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn, xin gửi tới quý cộng đoàn bài viết Nico người mẹ can đảm. Đón tiếp cô là thân phận một Nico với chiếc áo nâu nhà chùa, nhưng cũng là người phụ nữ đang mang trong mình một bào thai, một Nico hiền lành, thùy mị, chân tu, nhưng lại ngang trái. Một người với hai khuôn mặt, ở nhà tạm lánh là thai phụ, còn ở chùa là một Nico, vấp ngã trong đời đã biến một Nico chân tu, trở thành một người đàn bà gian dở, một thầy phụ vô gia cư, và một người mẹ đau khổ. Tôi không hỏi ai là tác giả, vì đó là chuyện riêng tư, tôi tôn trọng như các chị em khác, hơn thế nữa đây là Nico tốt lành, có chân tu. Tôi chỉ biết thai nhi trong bụng cô là con người vô tội, cần được bảo vệ, và bản thân của cô đang chơi vơi giữa dòng đời, đang cần một nơi nào đó an toàn cho mẹ con cô. Tôi đón nhận với tất cả lòng cảm thông trân trọng và yêu thương. Cô tâm sự cô mồ côi bố mẹ, được mẹ nuôi chăm sóc và hướng cô theo đường tu trì. Cô đã đi tu từ nhỏ và một mực hướng Phật, chẳng bao giờ có ý định sẽ bỏ cuộc. Tâm hồn trong sáng bình an, đi học đại học để có khả năng phục vụ và luôn thẳng đường tu tiến bước. Ngang trái đã bẻ gãy đời tu của cô, làm người thân mang tội lỗi và đầy những yếu đuối. Đi tu cho dù đắc đạo vẫn mang trong mình những cám dỗ, với tâm hồn yếu đuối và chẳng ai nói mạnh được. Cô cũng như bao người chân tu đều khó vượt qua cửa tình, tiền, tài, và cô đã vướng vào chuyện tình. Đường đời không như mình tưởng, cuộc đời không đơn giản như cô nghĩ. Người chân tu thường có lòng tin tưởng đơn sơ hay thương người, nên cũng dễ bị dối lừa. Người ta ví nam là lửa, còn nữ là rơm, mà quỷ cầm quạt quạt, quạt mãi rơm cũng khô và bén lửa. Trong một lần yếu đuối rơm bén lửa, và cô đã trở thành đàn bà, không ngờ nó có kết quả. Cái thai đã hình thành và đang lớn lên, cô đứng ngồi không yên, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng cô quyết đứng về chân lý, can đảm làm mẹ cho cái thai được sống. Và sau khi chào đời, cô sẽ tiếp tục đường tu như mong ước đời mình, vừa phải bó bụng lại ra ngoài hay lên điện, ban đêm lại mở ra sống với con. Cái thai càng ngày càng lớn, đến khi không thể che giấu được nữa, thì cô đã phải quyết định, cô không muốn tạo thêm nghiệp, loay hoay mãi tìm kiếm hoài. Cô quyết định đến tìm tôi, chọn lựa mái ấm tạm lánh mai tiếng ẩn thân, bảo vệ thai nhi và cho nó chào đời. Đó thực sự là một quyết định khó khăn trong đời và cũng là một quyết định can đảm, vì thân phận Nico bước vào ngôi nhà của ông cha, người không chung niềm tin, và can đảm hơn là quyết chí giữ bào thai này lại. Cô bỏ chùa gần như trốn đi, mặc nguyên bộ Nico đến với tôi, xin ở lại. Tôi nói với cô trời tha, Phật thương, cha không kết tội, không kết án, không xét đoán. Cha làm việc này không phân biệt tôn giáo. Trước Nico, cũng có Nico, và có cả các nữ tu công giáo đến đây rồi. Con để sự sống đứa bé lại là điều phải lẽ. Con cầu xin trời tha thứ và Đức Phật thương con, cho con có sức mạnh để đi tiếp. Bên công giáo thì không thể bỏ con lại, rồi đi tu tiếp, vì đứa bé phải có mẹ có cha. Đây là trách nhiệm hàng đầu không thể thoái thác, nên dứt khoát phải bỏ đường tu để lo cho đứa bé này. Còn bên con, cha không biết, nhưng con cũng sẽ không yên tâm để đi tu được. Con nên dừng việc tu lại để lo cho đứa bé này, vì nó cần có mẹ. Lương tâm sẽ không yên khi con tu, để đứa bé mồ côi khi mẹ nó còn sống và yên phận được đâu. Hãy can đảm để cho nó sống, và can đảm cho nó tình mẹ con à. Cô đã khóc nhiều, những giọt nước mắt cho đời mình đã cả tình, những giọt nước mắt cho đứa con. Nó bé nhỏ sẽ đi về đâu, những giọt nước mắt cho đời, giờ đây biết kêu ai, và cũng chẳng trách ai. Một mình bó gối suy tư với những giọt lệ sầu. Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Tịch, trưởng ban bảo vệ sự sống, giáo phận Xuân Lộc,